quý vị, nhân đạo sẻ chia là một trong những giá trị văn hóa đạo lý truyền thống của con người Việt Nam và tinh thần ấy luôn là một sức mạnh to lớn trong nhân dân ta, đoàn kết, gắn bó để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn, thiên tai. Những bản sắc tốt đẹp và nhân văn sâu sắc ấy được các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giữ gìn và phát huy mạnh mẽ thông qua những việc làm cụ thể thiết thực. Bà Nguyễn Thị Ngọc, 79 tuổi, tại thôn 1 xã Tà Bang, huyện Châu Đức, có hoàn cảnh neo đơn. Hàng tháng, bà Ngọc nhận được số tiền trợ cấp 480.000 đồng. Bản thân bà tuổi đã cao, lại còn bị hở van tim và suy tim nặng, nên bà thường xuyên mua thuốc uống. Cảm thông hoàn cảnh của bà, anh Trần Văn Dương, một thanh niên khuyết tật nhưng có tấm lòng nhân ái ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức, thường xuyên lui đến thăm hỏi, động viên bà. Song song đó, anh Dương còn vận động người thân, bạn bè trên mạng xã hội quyên góp, hỗ trợ tiền mặt và tặng quà cho bà Ngọc. Thông qua việc làm tuy nhỏ của mình, anh Dương còn giúp cho nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn xã. Chú cũng người cũng có tật có quyền, mà chú có cái lòng hảo tâm nói với những người tôi. Còn đây là hai nhà chờ đưa đón học sinh mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Mỹ Xuân đã xây tặng cho các em học sinh trường tiểu học Mỹ Xuân vào đầu năm 2018 với tổng kinh phí 40 triệu đồng. Nguồn kinh phí được vận động trong toàn thể đoàn viên thanh niên, các mạnh thường quân là doanh nghiệp, công ty, các đơn vị đoàn kết nghĩa với tổ chức đoàn phường Mỹ Xuân. Công trình này được Đoàn Thanh niên phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ thực hiện vào đầu năm 2018 với mục đích đáp ứng nhu cầu cần thiết cho các em học sinh, mang lại niềm vui và sự đồng thuận trong cộng đồng xã hội. Hơn thế nữa, công trình thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng, yêu thương, chia sẻ của tuổi trẻ phường Mỹ Xuân. Việc làm nhỏ có ý nghĩa rất là lớn. Trước đây phụ huynh chúng tôi đưa con đón các em gặp là mưa gió rồi nhiều lúc mình chạy chỗ này, hôm nay có một chỗ này vừa là che mưa che nắng phụ huynh vừa học sinh. Với phương châm mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện xung kích góp phần vì cộng đồng, trong những năm qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình phần việc hiệu quả thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Trong năm 2018, đoàn thanh niên trên toàn tỉnh đã trao tặng hơn 1.000 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. 100% các cơ sở đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thu hút hơn 3.150 đoàn viên thanh niên tham gia và trao tặng 723 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách với tổng trị giá 503.900.000 đồng. Vận động đoàn viên thanh niên đóng góp và xây dựng được 87 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 1.365.000.000 đồng. Bằng các cái hoạt động phong trào của mình, thì bên cạnh cái việc đó là tạo cái sân chơi, tạo cái môi trường để giáo dục, rèn luyện cũng như định hướng về mặt tư tưởng hành động cho đoàn viên thanh niên, thì qua đó tổ chức đoàn cũng phát động đoàn viên thanh niên, đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ là tham gia cùng với các cấp các ngành tại địa phương cũng như các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh vận động nhân dân thực hiện chủ trương pháp luật của Đảng của Nhà nước thông qua những cái việc làm cụ thể, cũng như là cái việc đó là tham gia hỗ trợ thực hiện giúp cho người dân những cái chương trình hoạt động để giúp cho họ ổn định về cuộc sống. Bên cạnh đó những cái hoạt động như là thăm đền ơn đáp nghĩa, rồi giúp đỡ người nghèo vào những cái dịp lễ Tết, rồi giúp đỡ các cái gia đình neo đơn, gia đình chính sách trong cái việc đó là sơn sửa, chỉnh trang lại nhà cửa, cũng là thăm tặng quà, động viên tinh thần cho những cái hộ khó khăn có cái động lực tiếp tục phấn đấu trong học tập. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến cái lực lượng đoàn viên thanh niên mà có hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi cũng tổ chức các cái đoàn nhân cái tháng thanh niên cũng như là các cái dịp kỷ niệm các ngày lễ thì cũng tổ chức khám bệnh, phát thuốc, rồi thăm tặng quà, cũng như là xây nhà giúp đỡ. Do địa bàn tỉnh còn nhiều lao động nghèo, nhiều chị em hội viên phụ nữ làm thuê, làm mướn quanh năm nên thu nhập bấp bênh. Để giúp cho chị em có đồng vốn xoay trở lúc khó khăn và hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình,
Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã duy trì hoạt động của nhiều tổ nhóm tiết kiệm, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay và xây dựng mô hình kinh tế phù hợp. 3 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã huy động hơn 100 tỷ đồng, giúp hơn 32.000 lượt hộ hội viên nghèo vay phát triển kinh tế. Nhiều hộ đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Số gia đình hội viên thuộc diện nghèo nhờ đó cũng giảm đi đáng kể. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Ba, huyện Châu Đức cũng xây dựng nhiều mô hình thể hiện tinh thần tương thân tương ái hiệu quả. Tiêu biểu là mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế không tính lãi, được phát động từ cuối năm 2016. Để xây dựng nguồn quỹ cho mô hình, mỗi hội viên sẽ tham gia gửi tiết kiệm từ 200.000 đến 1 triệu đồng một tháng. Đầu mỗi tháng, các hội viên trong tổ sẽ họp để đóng tiền và bốc thăm lấy vốn. Tuy nhiên, khi có hội viên khó khăn cần nguồn vốn trước, các hội viên khác sẽ chủ động nhường cho vay. Từ bắt đầu là tổ từ có 5-7 người thì lên dần dần tăng lên mười mấy 20 người. Thì cái mức đóng của chị em hiện nay là càng ngày cũng có cái sự phát triển hơn. Ví dụ hồi đầu tham gia thì chỉ có 5-30 ngàn rồi 1-200 ngàn, nhưng bữa nay thì có nhiều tổ đã phát triển lên tới là 500 ngàn cho một người tham gia trên một tháng. Có như vậy thì chị em cũng một phần nào để giúp cho chị em có thêm một cái nguồn vốn nhỏ để mà về cùng mà giúp trong gia đình mình, như là phát triển kinh tế gia đình trong cái việc chăn nuôi nhỏ hoặc là buôn bán nhỏ, thì cái đó cũng là một cái thuận lợi để chị em thấy được cái hiệu quả trong cái việc tham gia tổ chức chức hội nói chung và cái việc mà tham gia vào tổ tiết kiệm xây vòng vốn nói riêng. Gia đình bà Nguyễn Thị Lụ, ngụ tại tổ 19 ấp Bình Đức, xã Bình Ba, là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ở vào cái tuổi gần 70, nhưng hàng ngày bà Lụ vẫn phải làm thuê làm mướn đủ nghề để trang trải cuộc sống của ba mẹ con. Khó khăn thêm chồng chất khi một trong số hai người con của bà lại bị bệnh, phải điều trị lâu dài. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Lụ, tổ phụ nữ ấp Bình Đức ngoài việc thường xuyên thăm hỏi động viên, vận động các hội viên trong tổ, đóng góp tiền, giúp bà tham gia tổ tiết kiệm không tính lãi. Số tiền góp vốn từ hội giúp bà trang trải viện phí cho con. Đồng thời bà vay mượn thêm, mua được một con bò làm kế sinh nhai. Nhờ vậy thì cũng xoay, cũng có đồng mà mình được cái vốn, mình làm ăn. Đều nó không to nhưng mà đều nó cũng là cái phần thưởng trong gia đình mình làm được, cũng mừng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phát động và triển khai mô hình mái ấm tình thương đến 100% chi tổ hội. Thông qua việc vận động các mạnh thường quân, sự chung tay giúp đỡ của các hội viên. Năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ xây mới 42 căn nhà và sửa chữa 15 căn nhà giúp cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở với số tiền trên 2 tỷ đồng. Những việc làm của các cấp hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh tuy nhỏ, nhưng trong đó xuất hiện hơi ấm giá trị tinh thần tương thân tương ái, làm ấm lòng người được giúp đỡ. Để rồi phẩm chất cao đẹp của dân tộc Việt Nam ta, tinh thần tương thân tương ái trong lúc khó khăn hoạn nạn tiếp tục lan tỏa mãi trường tồn theo thời gian.